Cuộc thi Người đẹp Hoa Lư lần thứ 3 năm 2022 đang thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả qua từng phần thi của các thí sinh cùng các hoạt động bên lề. Sáng nay, 18 thí sinh tiếp tục bước vào vòng chung kết với phần thi trình diễn trang phục áo tắm. Tại khu vực bể bơi ngoài trời, khu du lịch sinh thái Thung Nham, các thí sinh đã có phần trình diễn đầy tự tin, sôi động và cuốn hút. Theo đánh giá của ban tổ chức, sau một thời gian được luyện tập, các thí sinh đã cải thiện rõ rệt và nâng cao về kỹ năng trình diễn sân khấu. Nét mới của năm nay là các phần thi tài năng và trình diễn trang phục áo tắm đều được ban tổ chức công bố top 5 thí sinh có phần trình diễn xuất sắc hơn. Danh hiệu các phần thi sẽ được công bố tại đêm chung kết diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2022 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình.